Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng Audio Sài Gòn xin thông báo. Ngày mai ngày 4 tháng 10 năm 2021, shop bắt đầu tiếp nhận các đơn hàng online. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và xin lưu ý đến quý vị và các bạn, do tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp nên Tiến Dũng sẽ đóng cửa, không tiếp khách tại cửa hàng. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một đoạn này test của bộ ba thiết bị, bao gồm một chiếc đầu CD Sony 365 ESG kết hợp với một chiếc âm ly Denon model PMA-1000G và cặp loa Baunier HPM-100. Che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.